Lớp của chúng ta đã vào rồi nhưng mà thầy vẫn thấy còn thiếu một vài bạn. Vài bạn thì có một bạn là xin phép thầy nghỉ vắng mặt hôm nay. Những bạn như Quang Minh, Tường Vi, Khánh Ngân là phải làm bài cho thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ trong cái bài tập này để chúng ta hiểu cái phân tích dữ liệu là như thế nào. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy người ta cho cái việc mà chúng ta thu thập dữ liệu thống kê về bài kiểm tra của mỗi một người trong lớp học, đúng không? Của năm học trước. Thì người ta yêu cầu chúng ta vẽ dữ liệu này lên trên cái scatter plot, là giống như là cái đồ thị thôi. Nó cũng tương tự như đồ thị vậy đó. Thì các bạn sẽ thấy người ta chia ra cái việc thống kê này là từ môn lịch sử, môn nghệ thuật, tiếng Anh, các thứ, các môn học. Thì chúng ta thấy là cái môn lịch sử á, thì chúng ta thấy người ta thống kê cho biết là cái nói về tiết đấy thì có một, thì cái điểm trung bình là 60, và cái môn nghệ thuật là có 6 tiết thì điểm trung bình là 90, vân vân. Tức nghĩa là chúng ta nhìn vào đây đấy là chúng ta thấy người ta thống kê liên quan tới hai vấn đề, đúng không? Một vấn đề là tiết, một vấn đề thứ hai là liên quan đến điểm trung bình. Đó. Bây giờ chúng ta cần biểu diễn lên trên này để chúng ta xem coi là cái dữ liệu của chúng ta nó như thế nào và nó có cái quan hệ gì hay không. Đó, thì chúng ta biểu diễn lên đây. Rồi, thầy mời bạn Quang Minh đầu tiên nào. Quang Minh, chúng ta xem cái này nó như là một biến, đúng không? Period là một biến. Biến thứ hai là liên quan đến điểm trung bình. Thì nó vẽ biểu đồ cho chúng ta và có hai cái cột. Hai cột giống như hai biến input và output. Giờ chúng ta vẽ đầu tiên nó là mấy? Đọc. Một Mấy đây? sáu mươi. Một, tức nghĩa là giá trị là một tiết thì chúng ta thấy điểm trung bình là 60, chúng ta chấm đầy một cái, đúng không? Tương tự như vậy là cái môn học thứ hai đấy thì chúng ta thấy là người ta thống kê là học 6 tiết, 6 tiết. Bao nhiêu điểm? 90 90 chấm một cái. Rồi tiếp, English là bao nhiêu tiết? 255 255, chúng ta chấm 255. Nó nằm đâu đây này? Đó. Rồi, Computer Science là 7 tiết thì là bao nhiêu? 95 Rồi, 95 chấm đầy một cái. Rồi, toán 3 tiết thì là 60. 3 tiết thì là 60 chấm đầy một cái. Rồi sao nữa? 4 tiết 80. 4 tiết thì 80 điểm. Đó. Thì chúng ta thấy là cái điểm dữ liệu của chúng ta đấy là nó phân bổ nằm trong cái khoảng này, là bao gồm những cái này. Thì chúng ta nhìn thấy, chúng ta thấy có cái cảm giác gì ở đây không? Có cảm giác gì không? Chúng ta thấy là cái số tiết nó tăng thì cái điểm nó sao? À, con mình. Chúng ta thấy là ví dụ một tiết thì 60 điểm. Xong rồi 2 tiết, xong rồi 3 tiết thì chúng ta thấy là cái số tiết càng tăng thì cái điểm nó có xu hướng gì? Tăng hay giảm? Càng cao càng Càng cao tăng, đúng không? Và chúng ta thấy là có vẻ như là các dữ liệu này ấy, là nó xoay quanh cái đường này này. Đó. Cái đường này nó còn gọi là đường hồi quy. Mai mốt chúng ta học cái đường là đường hồi quy. Tức nghĩa là dữ liệu nó sẽ tập trung xoay quanh cái đường thẳng nào đó. Thì chúng ta thấy là nó có xu hướng vậy mà. Vậy thì như vậy chúng ta có thể suy đoán được là gì? Nếu mà số tiết nó là 10 tiết chẳng hạn, thì cái dữ liệu nó nằm đâu đây này? Đó. Thì số điểm nó cũng phải gần gần với cái đường hồi quy này nha. Thì cái này chúng ta mới chỉ quan tâm tới cái việc biểu diễn các cái điểm này lên thôi nha. Thì chúng ta thấy nó giống như vẽ đồ thị, chúng ta học vẽ đồ thị đường thẳng thôi, nhưng mà thực ra là dữ liệu nó không hoàn toàn nằm trên cùng một đường thẳng, mà nó chỉ gần gần xoay quanh cái đường thẳng thôi, thì chúng ta thấy được cái xu hướng của nó. Chúng ta vẽ. Rồi, mời bạn Khánh Ngân, bạn có thể tiếp xem. Khánh Ngân, đọc. Gold là cái trục nào? Trục ngang đúng không? Silver là trục đất. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi là nếu mà chúng ta đạt được 9, tức là 9 huy chương vàng, thì là bao nhiêu? Bao nhiêu huy chương bạc? Chín 9 huy chương bạc thì bao nhiêu huy chương vàng? 16 9 này, 16 này. Vậy là chúng ta thấy là
theo bình thường á, nó là 16 tương với 9 là này đúng không? Rồi tương tự vàng là 5 thì Hai hai kiếp 3. Rồi 5 2. Rồi pháp là được mấy? ta 4 vàng. bốn vàng hai bạc. Rồi 4 vàng 2 bạc. Sao nó không được ra? 4 vàng 2 bạc. Thầy chấm đại đâu xong thầy kéo vô. Đây. Rồi, 4 vàng 2 bạc giống như là nó gần nhau quá nó không cho. Rồi. Tiếp. Netherlands là được 2 vàng. Hai vàng một bạc. 1 bạc chấm đây một cái. Và Australia là 1 vàng và Một 6 vàng một bạc. 6 bạc. Rồi. À, chúng ta đã chấm đây. Vậy thì chúng ta biểu diễn tất cả những cái điểm cặp dữ liệu. Chúng ta nên nhớ là cái 16 với 9 nó có quan hệ gì không? Là nó có của cùng một cái quốc gia là nước nào? Nước Mỹ đúng không? Và tương tự cái cặp dữ liệu này cũng của cùng một quốc gia. Tức nghĩa là chúng ta thấy cái cặp dữ liệu này của cùng một quốc gia đấy. Nên chúng ta thấy là có vẻ như nó có một cái quan hệ gì đó. Mà ở đây thì người ta mới yêu cầu chúng ta biểu diễn dữ liệu thôi. À, vậy thì các bạn về nhà là bị chặt gì đây? Kiểm tra lại cho thầy xem. 16, 9, 5, 5 và 5 và 2. Này thầy kéo quá lỗ rồi. Năm hai này. Còn cái trên này là 42. 42. Rồi. Ok các bạn. Rồi các bạn về nhà biểu diễn cái này. Cái này nó chỉ yêu cầu chúng ta là gì? Biểu diễn các cặp dữ liệu này lên trên đồ thị để chúng ta tập quan sát. Khi mà chúng ta vào phòng thí nghiệm đấy, chúng ta đo dữ liệu, chúng ta làm thí nghiệm á, thì chúng ta cũng có những cái cặp dữ liệu và chúng ta phải biểu diễn từ đó để chúng ta tìm mối quan hệ, thì nó cũng y như biểu diễn cái này thôi nhá. Rồi cái này là biểu diễn nên các bạn về nhà tự biểu diễn cho thầy, cái này ai cũng biểu diễn được mà. Rồi cái thứ hai, câu thứ hai nó sẽ đòi hỏi chúng ta một cái khả năng khác là chúng ta xem coi là cái castle plot này nó như thế nào. Rồi thầy mời bạn, bạn gì? Bạn Tuấn đi. Tuấn. Tuấn. Tuấn đâu? Rồi. Rồi, ở đây người ta nói đến một cái nhóm nhà khoa học về cái gì đây? Về đất đá, về địa chất đúng không? Rồi, thì người ta điều tra về cái gì? Điều tra về cái gì? Nếu nếu nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình là thấp đấy, thì nó có liên quan đến cái hàm số gì? Latitude. Latitude nó là cái gì? Nó có phải là về cái kinh độ vĩ độ gì không? Có không, Tuấn? Rồi, thì người ta thu thập dữ liệu, người ta thể hiện như sau. Ví dụ như là quốc gia Bangkok này, thì người ta thấy là cái nằm ở bao nhiêu? Latitude của nó là 13,4 thì nhiệt độ của nó là 20 đúng không? Tương tự như ở Hà Nội, ở một cái latitude là 21,5 thì nhiệt độ thấp của nó là 7 và tương tự như vậy. Thì người ta cho chúng ta cái này. Người ta hỏi tất cả những cái scatter plot, tức là những cái cặp dữ liệu được hiển thị đúng ấy, nhưng người ta nói là có một trong số chúng là dữ liệu là PES. Là PES. Vậy thì chúng ta xem coi cái nào là PES. Tức là dữ liệu này người ta biểu diễn này. Thì chúng ta thấy cái nào là PES thì dựa vào đâu để chúng ta biết nhỉ? Ví dụ như chúng ta thấy 13,4 đi. 13,4 thì nó phải là bao nhiêu? 20. Thì cái đồ thị A chúng ta thấy đúng không? 13,4 là 20. Quan hệ với 20.
Đồ thị A đúng không? Đúng. 13.4 là 20. Rồi tiếp. Đúng. 21.1 là 7. 21.1 là 7. Có vẻ đúng luôn. Đúng. Rồi tiếp. 23.8 là 17. 23.8 thì là 17. Có vẻ như là đúng luôn. 31.5 phải là 4. 31.5 phải là 4. Đúng luôn. Rồi 48.5 là 1. Thì chúng ta thấy có vẻ như là nó đúng với cái đồ thị A đúng không? Còn cái B thì chúng ta thấy là có vẻ như là nó không có đúng. Đúng không? Tại sao nó không đúng nhỉ? Tại sao B nó không đúng? Tại Cái nhiệt độ cái thấp chúng ta thấy có cái nào mà nó cỡ 1 không? được không? Có nè. Nhiệt độ thấp có là 1 này. Vậy thì chúng ta thấy là cái nào biểu diễn đúng? Nhớ là cái latitude nha, là 13.4. Latitude 13.4 tức nghĩa là cái trục ngang này này. Nhiệt độ tức là cột đứng là nhiệt độ, còn cái cột ngang là latitude. Còn cái hình B thì sao? Nó bị đảo ngược lại đúng không? Đảo ngược lại. Tức nghĩa là nó biểu diễn cái trục và cái giá trị là nó không có đúng. Chúng ta nhớ cái tên nhé, cái tên của cái biến này cho biết dữ liệu này, thì cái 20 này để cho biết nó là nhiệt độ thấp. Vậy là nhiệt độ thấp là nó phải là cột đứng. Vậy thì chúng ta thấy là cái hình hình gì? Hình B với D là nó không đúng rồi. Còn cái câu C cái đồ thị C này chúng ta thấy có vẻ nó cũng đúng đấy. Nhưng mà tại sao chúng ta phải chọn A mà không phải C, Tuấn? Nó nhỏ quá, nó nhỏ Nhỏ quá. quá. Tức là nó gọi là cái scale đó các bạn. Cái scale ở đây là nó chia tỷ lệ ra. Ví dụ như cái scale ở đây nó là bước nhảy từ đây đến đây, tức là 10, nhảy đây 20, nhảy đây là 30, 40 và 50. Thì chúng ta thấy cái dữ liệu của chúng ta là cao nhất nó là 48.5. Đúng không? Cho xấp xỉ là 50. Còn cái 13.4 ấy là chúng ta thấy là nó xấp xỉ khoảng là 10. Vậy thì chúng ta thấy là cái bước nhảy nó phải là 10 và cho đến 50. Còn nếu chúng ta biểu diễn bằng cái đồ thị C đấy, thì chúng ta thấy cái bước nhảy của nó nhí nhí, thì nó rất là khó để chúng ta dự đoán, phải không Tuấn? Nên chúng ta phải biểu diễn làm sao cái scale hay còn gọi là cái bước nhảy ấy là nó đủ tốt để nó giãn ra, chúng ta dễ bề quan sát, chứ chúng ta chia cái scale của cái xe nhỏ quá thì như vậy là chúng ta biểu diễn cái scatter plot là nó không có chuẩn nha các bạn. Vậy thì chúng ta phải chọn cái biểu diễn nào là tốt nhất. Rồi mời bạn kế tiếp, mời bạn Khánh Ngân nào. Khánh Ngân. Rồi chúng ta nhìn vào đây, chúng ta cũng thử dự đoán coi cái thường cái trục trên sân line nó là trục gì. Đoán coi trục về trục gì. Có nghĩa là chụp ít Trục X. Còn cái này là trục gì? chụp y Trục Y. Và chúng ta thấy cái bước nhảy khi mà chúng ta chia cái scale đấy thì bước nhảy nó khoảng mấy đây? Bước nhảy nó là khoảng mấy? 20. Hai đơn vị. Đúng không? Hai đơn vị nghĩa là khi chúng ta vẽ một cái trục số ra đấy thì bao giờ cái đồ thị á là nó cho cái khoảng chia đoạn ở trên đồ thị ấy, là nó sẽ là bằng nhau nha các bạn. Nhưng mà cái giá trị bắt đầu nó lại không không giống nhau. Ví dụ nhìn vào đồ thị này chúng ta thấy cái bước nhảy của cái này nó là 2, nên cái đầu tiên của chúng ta sẽ biểu diễn nó là mấy đây? 2 4. 6 vân vân. Còn cái bước nhảy ở chỗ này đấy thì chúng ta thấy nó là bao nhiêu? 1.5. Từ 1 lên đây là bước nhảy của nó là 1.5. Cái này là nó khoảng là mấy? Là 2.5. 4. Cái này là 5. Cái này là 5. Vậy thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta chia thành nhiều khoảng, chia là nhiều khoảng thì chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta thấy là cỡ khoảng 1, 2, 3, 4, 5 đi. Đúng không? Thầy lấy tới đây. Lấy tới đây.
Vậy thì cái giá trị tối đa của chúng ta nó sẽ là khoảng đâu nó là 10, 11 gì đó. Đúng không? Vậy thì chúng ta chia ra thì chỗ này nó khoảng là mấy? Chỗ này là mấy? Là 2 đúng không? 4, 6, 8, 10. Đó. Tức là chúng ta thấy là chúng ta giãn nó ra để chúng ta thấy là một cái bước nhảy chúng ta tính ra làm sao để chúng ta giãn ra được cái chỗ này này là được cái giá trị cao nhất là 11.25. Chỗ này chúng ta có thể tới 12 lần. Thì chúng ta ước lượng cái đồ thị chúng ta vẽ nó phải biểu diễn như vậy. Có thêm một cái nữa mà thầy muốn lưu ý các bạn là ở lớp 6 đó, khi thầy dạy. Thì khi mà chúng ta so sánh về mặt tỷ lệ, ví dụ như chúng ta nói là tỷ lệ giữa muối và đường, muối tỷ lệ với đường, thầy nói là thầy pha theo tỷ lệ là 2:3. Vậy thì nếu mà muối thầy pha là 4 thì đường nó phải là mấy? Mấy? Hả? Muối là 2 muỗng thì nó phải đi kèm với đường phải là 3 muỗng. Vậy thì nếu mà thầy tăng số lượng lên thầy bỏ 4 muối thì nó phải mấy đường? 6 đường 6 đường. Tức là chúng ta thấy có tính tỷ lệ không? Và khi chúng ta em biến có. những trục này là không này. Này bắt đầu là không. Thì chúng ta thấy ở đây ấy, chúng ta chia đoạn ấy, thì đối với muối trục này là đường thì muối nó là 2 thì tương ứng của nó bằng cái đoạn đó đường nó phải là 3. Tương tự như chỗ này là 4 thì cái này phải là mấy? 6. Còn này là 6 thì cái này phải mấy? Phải mấy? Mấy? 9. À, 9. Đúng không? Chúng ta nhớ là khi mà biểu diễn cái tính tỷ lệ đó, kích thước của một đoạn luôn luôn bằng nhau. Đúng không? Nhưng mà về mặt giá trị ấy, giá trị của một đoạn của này nó là 2 2 2. Còn này là 3 3 3. Đấy. Thì cái này nó cũng khi thầy xoay hai cái trục để thầy thể hiện cái quan hệ tỷ lệ đấy thì thầy xoay hai cái trục này nó vuông góc lại thì nó chính là hai cái trục này. Và nó dẫn đến là mỗi một cái khoảng chia này của chúng ta đấy về mặt kích thước hình học chúng ta thấy nó bằng nhau, đó, bằng nhau. Nhưng mà về giá trị chúng ta thấy là nó bắt đầu khác nhau hết. Bởi vì đồ thị là nó diễn đạt cái quan hệ mà. Khi thầy nói là cái quan hệ muối và đường nó là 69, tức là thầy đang nói cái tọa độ của điểm A này là 69. Vậy thì khi thầy vẽ trên đồ thị đấy, nó cũng phải thể hiện chỗ này là 69 ở đây này. Đó. Vậy thì cái tọa độ một điểm là nó thể hiện cái tính quan hệ tỷ lệ giữa hai biến, biến x và biến y. Thì cái này cũng vậy nhá, trên đồ thị nó thể hiện cái quan hệ đó. Nó đi từ cái gì? Từ cái cắt tỷ lệ đấy. Khi các bạn lên lớp 7, chúng ta dựa các điểm trên này này để chúng ta quan sát cái tính tỷ lệ của nó là tỷ lệ là bao nhiêu là nó luôn đấy. Đấy. Thì chúng ta lưu ý khi chúng ta biểu diễn một đồ thị nó có khái niệm scale ở chỗ này. Vậy thì Khánh Ngân nhìn vào đây cho thầy biết coi là cái đồ thị nào chúng ta thấy có vẻ là hợp lý nhỉ? Cái nào? Hai cái cuối chúng ta thấy hợp lý không? Dạ có. Hai cái cuối này này, C và D này. Nó dính chùm lại, có đi ai biểu diễn đồ thị mà dính chùm vậy không? Hồi nãy thầy nói rồi, chúng ta phải thể hiện được các giá trị của chúng ta trên cái đồ thị mà nó giãn ra, chứ không ai mà cho nó dính chùm lại, đúng không? Cái cách chúng ta biểu diễn không ai mà lấy cái đồ thị C và D, bởi vì nó làm cho dữ liệu dính chùm lại, nó phải giãn ra. Nên chúng ta nhìn thấy chỉ có A và B là nó giãn rồi. Nhưng mà chúng ta nhìn hai trục có nó đúng không? Sunlight và trên. Vậy thì cái nào thấy hợp lý hơn? B hợp lý À, hơn. cái trục X nó là sunlight đấy. Đúng không? Thì chúng ta thấy là cái đồ thị B là nó biểu diễn là cái đầu tiên nó là trục X, cái sau là trục Y để nó thể hiện quan hệ giữa hai cái này. Và để làm gì? Để sau khi biểu diễn xong ấy, chúng ta sẽ làm một cái động tác là chúng ta xem coi là cái quan hệ giữa hai cái này nó có phải là quan hệ về mặt tuyến tính hay không. Đó, chúng ta xấp xỉ thì chúng ta thấy là các điểm dữ liệu này có vẻ nó xoay quanh một cái đường thẳng. Vậy thì
giữa hai cái biến sân lai và cái biến trên này này là nó có quan hệ tính tỷ lệ, mặc dù nó có sự sai số một tí thì cái đấy là sai số, chỉ là có thể về mặt thống kê đo lường hay gì đó, đúng không? Không thì chúng ta vẫn thấy là nó có cái gì đó quan hệ với nhau, mặc dù chúng ta chưa học tới nhưng mà chúng ta nhìn vào chúng ta dự đoán được, thì cái này nó cũng cũng cho chúng ta thấy được cái quan hệ. Tuy nhiên là nó khác về cái trục biểu diễn, đúng không? Rồi vậy thì chúng ta thấy là cả hai thì nó đều đáp ứng được cái tính tỷ lệ, tuy nhiên là nó chưa thể hiện đúng cái trục nha. Vậy là thường cái ở trên nó hay nói đến là cái biến input, còn kia là output để chúng ta đi xây dựng một cái quan hệ. Vậy thế chọn B hay chọn A nhỉ? Lúc nãy chọn A hay B? Khánh Ngân, A hay B? Dạ, B. Rồi tương tự như vậy các bạn đã hiểu rồi thì chúng ta chỉ việc chọn nó thôi. Rồi thầy mời bạn Tường Vi chọn cho thầy xem nào. Tường Vi. B. Rồi cho thầy biết coi bây giờ chúng ta nhìn vào đầu tiên chúng ta phải loại cái nào ra trước đã. Loại cái nào trước? Dạ thôi. Dạ, loại cái B. Sao B? A chứ. À, A với cái nào? dạ. A với C, dính chùm. Rồi, bây giờ chúng ta kiểm tra tên, đúng không? Kiểm tra tên của cái còn lại là B với cả D. Thì chúng ta kiểm tra coi là chúng ta biểu diễn cái trục x là x sai có hợp lý không? Có Dạ đúng. không? Đúng. B. B thì chúng ta thấy cái trục ngang là x sai, còn kia nó ngược lại. Rồi À chúng ta dạ. kiểm tra tính tỷ lệ xem. Tỷ lệ. Một cái thôi mà thôi. Bước mức nhảy một này. Cái thứ hai là cái giá trị thấp nhất và giá trị xa nhất của nó 2.62 nó phải giãn ra. Thì chúng ta thấy giãn như vậy đúng không? Dạ đúng. Đúng. Và chúng ta xem cái D thì nó bị sai về cái tên rồi. Đó, do đó chúng ta chọn B nha, chọn B. Cái này nó chỉ liên quan đến kiểm tra các bạn biết biểu diễn hay không. Rồi, kiểm tra thêm bạn Khánh Linh. Khánh Linh. Dạ. Rồi, nhìn vào bỏ cái nào? B và C. B và D. B và D. Vậy thì chúng ta chỉ còn hai cái thôi. Giờ chúng ta coi là cái trục x sẽ chọn cái biến nào? Trục x là tên nó là biến nào? Distance đúng không? Dạ. Rồi, distance. Vậy thì cái nào là hợp lý? Câu C. Câu C. Thì hai cái chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tương tự nhau, chẳng qua là nó bị sai cái tên thôi. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ chọn C nhé. Cái này nó liên quan đến biểu diễn đồ thị rồi các bạn. Người ta kiểm tra chúng ta lại lần nữa trong vấn đề biểu diễn đồ thị, xem chúng ta đã biết gọi là có phương pháp về mặt biểu diễn hay chưa thôi, chứ không có cái gì khó khăn cả. Giống như chúng ta ôn lại cái của lớp 6 về mặt biểu diễn đồ thị. Rồi, bây giờ nó đang hỏi chúng ta về mặt quan hệ đây. Rồi, các bạn xem qua cái quan hệ. Mời bạn Phú Văn nào. Phú Văn. Dạ Phú Văn. thầy. Chúng ta nhìn vào đây người ta đã biểu diễn cho chúng ta rồi, biểu diễn dữ liệu cho chúng ta. Thì người ta hỏi là cái mô tả nó tốt nhất nói về cái quan hệ ở bên trong cái đồ thị này. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta cảm giác như thế nào đã? Chúng ta nhìn vào hình, chúng ta chưa nói đến câu trả lời. Nó bị trầm này. Các bạn đợi thầy chút xíu nha. Alo. Alo. À, Vương hả? Alo. Alo, Vương hả?
Rồi tiếp. Rồi bạn Phú Văn nhận xét cho thầy về cái mối quan hệ của cái x và cái y này như thế nào? Phú Văn, Dạ thầy. cái cảm giác của mình nhìn vào cái hình ảnh của cái đồ thị này thôi. Nè. Thì chứ Dạ. cái cảm giác của mình nó là gì? Con thấy là nó đi xuống xong nó đi lên. Đi xuống và đi lên. Cái này Ừ. nó giống cái gì? Có phải giống cái đồ thị nào chúng ta đã học không? Dạ, parabol. Parabol. Tức là chúng ta cảm nhận được cái parabol, đúng không? Chúng ta cảm nhận được. Là một là nó gọi là đường thẳng. Tức là chúng ta cảm giác được cái mối quan hệ của hai cái biến xy này nó theo một cái đường thẳng. Thì chúng ta thấy cái tỷ lệ của nó không thay đổi thì cái này nó gọi là tuyến tính nhá. Tức nghĩa là cái tỷ lệ không thay đổi. Còn cái đồ thị màu đỏ này chúng ta quan sát á, thì nó không phải là tuyến tính nên chúng ta gọi là non-linear. Linear nó gọi là tuyến tính. Còn non-linear nó gọi là phi tuyến tính. À, nếu chúng ta học chương trình Việt Nam chúng ta gọi là phi tuyến tính hay còn gọi nó là đường cong, đúng không? Nó gọi là đường cong. Đường cong này chúng ta thấy nó có nhiều đường cong lắm. Khi mà chúng ta học hết đại số 1 chúng ta thấy nó có nhiều đường cong. Vậy thì chúng ta xem coi cái đường cong này là đường cong như thế nào, đúng không? Ví dụ như bạn nói rằng cái này có vẻ là parabol. Vậy thì dựa vào đâu mình nhìn vào mình nghĩ nó là parabol? Dạ Nó bởi vì con thấy nó có cái vertex. nó có cái tính đối xứng. Ngày xưa chúng ta học cái parabol nghĩa là sao? Nó có đối xứng, đúng không? Dạ. Nó phải nhận định được á, là định nghĩa hình parabol ấy là nó có đỉnh hoặc có đáy và nó có một cái đường thẳng đi qua cái đỉnh này và khiến cho có sự đối xứng giữa dữ liệu này với dữ liệu này, có tính đối xứng với nhau, đúng không? Tức là khoảng cách này bằng khoảng cách này này thì nó có tính đối xứng. Vì chúng ta nhìn vào đồ thị này chúng ta cũng có thể đoán định được đó, đi qua cái này và dữ liệu từ đây đến đây chúng ta thấy là có tính đối xứng thì chúng ta đoán nó là parabol. Và khi mà nó đã là parabol rồi đấy thì chúng ta lại nhận định thêm là gì, là ở bên trái của cái đáy này đấy là nó có xu hướng gì, giảm hay tăng? Giảm Giảm. Còn bên phải thì nó có xu hướng gì? tăng. Tăng. Tức là ít nó tăng thì y nó tăng lên. Đó, chúng ta có những cái nhận định về xu hướng như vậy. Cái positive là chúng ta nói đến là cái đường tuyến tính dương. Tuyến tính dương tức là nó hướng lên như vậy. Còn tuyến tính âm nghĩa là cái hệ số chúng ta thấy nó âm ấy thì nó theo cái đường này. Đó. Vậy thì chúng ta nhìn vào một cái đồ thị, chúng ta sẽ định hình được nó là đường thẳng dương hay đường thẳng âm hay là nó là đường cong, mà đường cong mà là parabol hay như thế nào đó. Rồi. Vậy thì trong này chúng ta có thể đoán được nó là câu trả lời nào không? Có thể là C. Câu C. Chúng ta thấy rõ ràng nó không phải là tuyến tính nên không thể là A và B được. Và chúng ta thấy là cái câu câu trả lời D nó là cái gì? D là Dạ không có dính đến cái gì hết. không dính đến cái gì, tức là không có quan hệ đấy, đúng không? Từ association này á, là thể hiện cái gì, là thể hiện một cái tính tổ chức hay còn gọi là cái sự phối hợp hay là một cái hiệp hội, tức là nó phải có cái tính tổ chức ở đây. Vậy là no tức nghĩa là không có tính tổ chức hay là chả có quan hệ với nhau, đúng không? Người dân nước lão rồi đấy. Đấy, vậy thì bạn đoán được là bạn biết được cái này chúng ta thấy có vẻ có quan hệ là nó gọi là non-linear, là phi tuyến tính. Hiện nay người ta chưa hỏi chúng ta tới tới mức độ nó là cái đường cong kiểu nào các bạn, người ta mới chỉ phân biệt một vài cái thôi. Rồi mời bạn Khai Nguyên nào. Khai Nguyên. Dạ. Rồi, nhìn vào cái đống dữ liệu này chúng ta có cảm giác được cái gì không? Nhà không? Bây giờ chúng ta xem coi là có tới bốn cái thì theo Nguyên thì mình thấy nó là câu trả lời nào? Dạ câu đề. Câu D, tức là không có quan hệ gì hết, đúng không? Dạ. Tại sao mình nghĩ là nó không có quan hệ gì hết?
Sao mình nghĩ không có quan hệ vậy? Yeah, do nó tầm lưng. Tùm lum hết. Nó có đấy chứ. Nếu mình nhìn mình vẽ cái đường biên này, giới hạn này, giới hạn cái mà xa nhất, cái dài nhất này, giới hạn ở đây này. Phải không? Ừ. Mà còn nếu mà chúng ta vẽ ở giữa đấy, thì chúng ta thấy nó có xoay quanh một cái đường thẳng nào Dạ có. không? Có. Chẳng qua là nó hơi cách xa cái nọ cái kia. Vậy thì cái sự cách xa này cho chúng ta thấy là cái độ sai số, tức là giữa. Nếu mà chúng ta xem cái đường màu xanh nó là đường dự đoán, vậy thì cái dữ liệu thật ở đây nó hơi bị lệch so với cái đường màu xanh một chút xíu. Còn cái này là hơi bị xa một chút xíu, đúng không? À, có cái xa cái gần. Nhưng mà chúng ta biết được cái xu hướng của cái dữ liệu trung tâm của nó chính là cái đường màu xanh này này. Thì chúng ta nhìn vào chúng ta biết nó là cái nào. Positive hay negative, hay là non-linear? Positive. À, positive. Đó, chúng ta dự đoán được nó. Chúng ta nhìn chúng ta tưởng là không, nhưng thực ra là có đấy các bạn. Trừ thế nào á mà các bạn chấm dữ liệu đó, bạn thấy là đầy cũng có, đầy cũng có, đầy cũng có, đầy cũng có, đầy cũng có. Tức là nhìn vô chả thấy cái nào cả. Đúng không? Nó đâu có xu hướng gì đâu. Chúng ta nhìn thấy ở đâu cũng có chấm hết, thì chúng ta mới nói rằng là nó không có quan hệ. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đây là chúng ta thấy là dữ liệu nó nằm trong cái luồng màu đỏ và nó xoay quanh cái đường màu xanh. Vậy thì cái đường màu xanh này nó còn gọi là đường hồi quy, để chúng ta biết được là cái xu hướng chính của nó là như thế nào. Rồi, mời bạn khác này, mời bạn Hải Đăng. Hải Đăng. Rồi. Dựa theo những cái mà các bạn đã trả lời, có biết được cái quan hệ của những cái điểm dữ liệu này không? Nó là cái nào Hải Đăng? Không có Có chứ. Lúc nãy thầy nói thì sao? Là bây giờ chúng ta lấy cái đường biên xa nhất, đúng không? Xa nhất. Xa nhất của nó. Nó cỡ như vậy này. Vậy thì chúng ta thấy nó có xoay quanh một cái dữ liệu trung tâm nào không? Xu hướng nào không? xuống. Nè, đúng không? Vậy thì tức nghĩa là những cái dữ liệu này nó sẽ xoay quanh cái xu hướng của cái đường trung tâm này này. Vậy thì chúng ta thấy cái quan hệ của nó là có quan hệ đấy. Vậy thì nó là quan hệ nào? Âm dương hay phi tuyến tính? Âm. Đó, âm nha. Chúng ta nhìn thấy cái quan hệ của nó. Tại vì cái này chúng ta đang học về phân tích dữ liệu, thì dữ liệu thật không bao giờ nó chính xác nằm trên cùng một đường thẳng các bạn. Cái dữ liệu thật khi chúng ta đo trong phòng thí nghiệm cũng vậy, là nó có sai số. Ví dụ như các bạn cầm dụng cụ đo, các bạn mắt các bạn lé chẳng hạn, các bạn nhìn chặt dữ liệu một tí, tức là cái độ sai số nó có một tí, đúng không? Đo kiểm sai số, rồi máy móc nó có sai số, đọc có sai số, nhiều khi chúng ta ghi xuống cũng có sai số. Tức nghĩa là dù nó có sai số nhưng chúng ta vẫn thấy được cái xu hướng của nó, chứ không phải là nó sai số xong chúng ta không thấy xu hướng gì hết. Vẫn có xu hướng dù nó có sai số một tí cũng không sao cả, tại vì chúng ta thống kê dữ liệu xong để chúng ta nhận định cái gì? Nhận định xu hướng, nhận định quan hệ thôi mà, chứ đâu phải chúng ta đang nói đến độ chính xác đâu. Đó. Vậy là âm nha. Ok các bạn. Rồi còn một cái nữa, thầy mời bạn một bạn này. Mời bạn Anh Thư nào. Anh Thư. Dạ Nhìn vào đây thấy nó có quan hệ gì hay không? dạ không Không. Nếu mà chúng ta vẽ đường này đấy, đúng không? Chúng ta giới hạn này, thì chúng ta thấy là nó theo đường này cũng được. Mà bây giờ nếu mà thầy lấy giới hạn bên này, đúng không? Thì thầy lấy theo cái đường trung tâm này cũng đúng, tức là cái nào cũng đúng cả. Mà nếu thầy lấy theo biên cái này thì cái này cũng đúng, tức là chả xác định được cái xu hướng nào cả, đúng không? Không xác định được xu hướng nào hết, thì chúng ta kết luận nó là cái nào? Dạ, nó là no No association. Ok các bạn, đó, cái này chỉ là để chúng ta học cách nhận định xu hướng mà thôi nha. Chúng ta làm quen để chúng ta nhận định thôi mà. Rồi.
Rồi mời bạn, bạn gì nhỉ? Chiêu Hoàng đâu? Chiêu Hoàng. Dạ thầy. Rồi. Sau khi chúng ta đã lúc nãy chúng ta đã nhận định được là theo xu hướng âm dương các thứ rồi, bây giờ cụ thể hơn là chúng ta phải nhận định sâu hơn tăng giảm như thế nào đó. Rồi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta trả lời coi là câu phát biểu nào mô tả tốt nhất về cái mối quan hệ giữa các biến này. Bây giờ đầu tiên chúng ta phải nhận định nó là âm hay dương hay là có quan hệ gì hay không. Có Nó là gì? không Âm. Rồi. Rồi. Cái đường nó sẽ xoay quanh cái dữ liệu đường này này, đúng không? Tức là cái đường thẳng đấy chúng ta thấy là nó sẽ khiến cho là dữ liệu nó sẽ bao quanh cái đường thẳng đấy thôi. Thì chúng ta dựa vào đây, đó thì chúng ta thấy được xu hướng này tăng hay giảm nhỉ? Giảm. Đúng không? Ví dụ thầy lấy cái dữ liệu ở đây chẳng hạn thì thầy thấy cái giá trị ở đây nó là mấy? Buông 4. Tức nghĩa là cái input của nó là 4, cái output nó khoảng bao nhiêu? 17 Input, output là mấy? 17 17. Bây giờ thầy tăng giá trị lên. Thầy lấy nó là 10 đi, đúng không? Giá trị nó lên là 10, tức là thầy tăng cái input lên thì chúng ta thấy là cái y nó là nhiêu? 12 À 12. Thì chúng ta nhận định vào đây ấy, chúng ta thấy là cái in mà nó tăng, trong khi đó cái out nó giảm. Thì cái này chúng ta gọi nó là cái quan hệ là giảm nha các bạn. Tức là ít tăng nhưng mà cái y nó bị giảm, nên chúng ta gọi cái này là quan hệ giảm, hay chúng ta còn hay gọi nó là hàm giảm nha, hàm giảm. Và cũng có khi trong sách người ta sẽ gọi nó là hàm gì? Hàm nghịch biến nha các bạn. Tại sao chúng ta gọi là nghịch biến? À, bạn à, Hoàng, Chiêu Hoàng. Tại sao chúng ta gọi nó là nghịch biến biết không? Cái chữ nghịch đây nghĩa là gì? Nghịch đây là gì? nghịch lên Nghịch đây có phải nghịch ngợm không? dạ không đối À, nghịch lên nó là đối nghịch lại đúng không? Tức nghĩa là cái ít là nó tăng thì cái kia nó đối nghịch lại là nó giảm, đúng không? Thì người ta gọi là nghịch biến nha các bạn, nó gọi là hàm nghịch biến. Nhưng mà quan trọng từ ngữ không quan trọng bằng cái việc chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nó. Rồi rồi vậy thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta chọn câu nào? Đẹp B. B. Tức nghĩa là chúng ta nói là nhiệt độ tăng lên thì cái gì, cái việc Yes. sử dụng này nó sẽ giảm, đúng không? Yeah. Rồi nhiệt độ tăng lên và cái giảm nó là B. Và chúng ta chúng ta phán đoán được lý do tại sao mà khi mà nhiệt độ nó tăng lên thì cái số lượng ga sử dụng nó sẽ giảm không? Cái này nó liên quan đến thời tiết đấy. Nếu mà trời lạnh thì chúng ta phải làm gì? Hả? Trời lạnh thì phải làm gì? Chịu lạnh hả? À? Dạ không, bật cái máy sưởi. À, bật máy sưởi lên đó. Chúng ta hiểu rằng ấy là nó có một cái quan hệ về cái nhiệt độ của môi trường và cái việc sử dụng cái khí ga. Thì chúng ta quan sát một cái hiện tượng xã hội, chúng ta thấy rằng ở cái nhiệt độ khi nó giảm xuống, tức là nó lạnh ấy, thì người ta sẽ phải mở máy sưởi, thì tức nghĩa là phải tiêu thụ nhiều, đúng không? Vậy là nhiệt độ mà càng thấp thì cái khí ga là sử dụng rất là nhiều. Còn nếu mà nhiệt độ môi trường nó tăng lên thì thôi bật máy sưởi làm gì, người ta đâu có xài nhiều đâu đó. Nên chúng ta thấy có cái sự quan hệ ở đây. Vậy thì cái việc mà chúng ta nhìn vào các con số và các dữ liệu để chúng ta dự đoán được xu hướng, đúng không? Nó phản ánh cái xu hướng đấy. Vậy thì cái dữ liệu trong thực tế nó sẽ giúp cho chúng ta nhận định được cái dữ liệu này cho chúng ta biết cái xu hướng như thế nào, đúng không? Cũng giống như khi các bạn nào học về kinh tế đấy, chúng ta thấy rằng, ồ, hình như là trong thực tế là nếu giá cả hàng hóa mà tăng lên là người ta không có tiền để mua, nên á, là cái số lượng hàng hóa tiêu thụ nó sẽ giảm. À, thì chúng ta thấy là nó cũng vận dụng trong kinh tế học, chúng ta cũng thấy được điều đó. Vậy thì toán học nó cũng sẽ giúp cho chúng ta học cách nhất định nha các bạn. Vậy thì cái việc mà chúng ta học vững môn toán ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái khả năng nhận định rất là tốt.
các vấn đề trong tự nhiên, trong cuộc sống, trong xã hội, thì nó giúp cho chúng ta dự đoán được là nên mua hay là không nên mua, đúng không các bạn? Đấy. Đây, xu mấy cái này nó là của lớp 8 thôi các bạn, nên nó cũng là khá đơn giản thôi. Rồi thầy mời bạn Thanh Bình nào. Thanh Dạ. Bình. Rồi. Nhìn vào đây chúng ta phát biểu, chúng ta xem câu phát biểu nào về cái biến này. À. Chúng ta thấy ban đầu nó có xu hướng gì? Tăng. Điều tăng. Tăng, xong rồi nó lại có xu hướng gì? Xuống. Giảm. Xuống. Đấy. Vậy thì chúng ta xem cái câu phát biểu nào ở đây là đúng đây, liên quan đến cái dữ liệu này. Đây là trục này là tuổi. Vậy là tuổi tăng thì cái gì? Internet sao đấy? Internet tăng À, vậy câu phát biểu này đúng hay sai? giờ sai Sai, bởi vì nó có chữ always. Đúng nào? Always tức là nó nói là luôn luôn. Nếu mà nói luôn luôn tức là nó phải là đường thẳng này này. Là bởi vì cái ít mà nó tăng thì cái y luôn luôn là nó sẽ tăng theo, bởi vì cái quan hệ này là quan hệ dương. Đúng không? Thì nó đúng. Còn cái quan hệ này chúng ta thấy là chỉ tới đây là nó tăng thôi. Bên trái là nó tăng, còn bên phải nó sao? Giảm. Đấy. Nên cái câu phát biểu này chúng ta thấy là sao? Mô tả câu phát biểu này chúng ta thấy là nó không đúng. Câu B thì sao? À, có thể đúng. Internet dùng cao giữa nào? Giữa khoảng nào? 20 với 35. Ờ, tức là cái độ tuổi 20 đến 5. 35. 20 này. Tức là khoảng dữ liệu từ đấy đây này. À, thì chúng ta thấy là cái độ tuổi này sử dụng internet rất là cao, tức là nằm trong khoảng này. Cái việc internet sử dụng cao là nằm trong độ tuổi này, đúng không? Vậy thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta cũng nhận định được dữ liệu là trong cái độ tuổi này đấy là cái người dùng internet là rất là nhiều. Tại sao nhỉ? Tại sao ở độ tuổi này dùng internet là nhiều? Làm việc À đúng rồi, cái độ tuổi này là độ tuổi làm việc rất là nhiều, đúng không? 20 đến 35 là cái độ tuổi lao động đấy. Đặc biệt là cái giới trẻ bây giờ nữa lại sử dụng internet rất là nhiều. Nha. Đó là cái mà chúng ta cần học cái gì? Học cái khả năng quan sát dữ liệu, quan sát quan hệ, và chúng ta đưa ra các nhận định liên quan tới dữ liệu này. Thì đó là cái chúng ta cần phải luyện tập nó. Rồi mời bạn Bửu Khánh đâu? Bửu Khánh. Rồi, chúng ta quan sát cái dữ liệu này. Chúng ta thấy cái xu hướng của này sao? Để nó đi lên. À, đi lên. Chúng ta thấy có vẻ như dữ liệu nó xoay quanh cái này. Mặc dù nó bị cắt xa đúng không? Nhưng nó vẫn có cái sự tập trung ở đây này. Đó, tập trung ở đây. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy là câu nào nó sẽ là hợp lý cho cái nhận định của mình? Câu A. Cái năm nó càng tăng đúng không? Thế Yeah. thì số Phải. lượng và về À, tay lớp nó thấy sẽ không tăng. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là thời gian của nó tiến tới, tức là nó tăng lên đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái số thiên tai nó cũng phải tăng theo. Đó, bạn đoán là câu A. Còn nếu mà chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy có vẻ như là không có một cái quan hệ rõ ràng, thì chúng ta sẽ thấy là theo cái nào cũng được, nhưng mà cái này có vẻ như là nó có quan hệ đúng không? Rồi bạn chọn là câu A, xu hướng của nó. Rồi bạn nào thầy chưa mời nha, mời bạn à, mời bạn gì đây? Quang Minh. Quang Minh. Dạ thầy. À, nhìn vào đây có thấy cái quan hệ nào không? Dạ có. Rồi, nó là quan hệ nào? Quan hệ nào? Nó là quan hệ Là tuổi nhá, tuổi. B. Tức nghĩa là tài xế càng độ tuổi cao thì sao? Ít gặp tai nạn. Ở ít tai nạn, đúng không? Chúng ta thấy là nó giảm đấy. Tức là tuổi nó tăng thì cái số tai nạn là nó giảm. Vậy thì chúng ta cũng thấy được là trong thực tế dữ liệu chúng ta thống kê
chúng ta thấy có vẻ như vậy là đúng với xã hội, bởi vì người ta càng độ tuổi cao thì người ta có cái gì để mà ít xảy ra tai nạn. Thảo Minh, có Kinh cái gì? nghiệm. Kinh nghiệm, đúng rồi, và người ta cẩn trọng hơn, người ta không còn nóng vội hơn, đúng không? Đối với người trẻ rất là nóng vội, đúng không? Lo tranh thủ chạy xong rồi về chơi đó, nên đâm ra nhiều tai nạn. Còn độ tuổi càng cao thì chúng ta sẽ thấy là cái số tai nạn nó sẽ ít dần. Chúng ta cũng thấy được cái xu hướng của nó. Tương tự như vậy thì các bạn thấy là những cái người mà lái xe càng thâm niên thì người ta mới cho chúng ta lái xe nhiều chỗ các bạn. Ví dụ lái xe 50 chỗ, không ai dám giao cho tài xế mà mới có 20, 25 tuổi ấy các bạn. Các bạn mà nhìn thấy xe nào mà tài xế mà quá trẻ, tức nghĩa là nó cũng có vấn đề, rất là nguy hiểm, chở ăn cắp chết người mà. Chúng ta chở xe tải thì ok, chở ăn cắp phải rất là cẩn thận. Bởi vì chết người nó nguy hiểm hơn là chở hàng hóa. Rồi mời bạn Khánh Linh nào. Khánh Linh, hiện nay chúng ta chưa học tới gì là khó cả, nó mới chỉ là liên quan đến nhất định, giống như chúng ta học về đường thẳng thôi nhé. Rồi bây giờ chúng ta xem coi trả lời câu hỏi và chúng ta quan sát cái đồ thị này, đúng không? Vậy thì chúng ta vừa quan sát đúng không? Quan sát chúng ta thấy có đường A, đường B, đường C, là mỗi một đường là nó chỉ là cho chúng ta xây dựng cái quan hệ của dữ liệu đấy. Vậy thì chúng ta nhìn vào chúng ta biết được là cái đường nào nó thể hiện cái quan hệ đúng của cái dữ liệu không? Đường nào? Đường B. À, đường B. Ở đây người ta hỏi này, có những cái chúng ta tập phán đoán rồi chúng ta mới xem coi là cái này nó là cái gì. Người ta hỏi đường nào nó sẽ là biểu diễn cái dữ liệu của chúng ta, cho thấy được cái xu hướng của nó, đúng không? Vậy thì chúng ta nhận định là cái đường đó nó sẽ phải là giúp cho dữ liệu của chúng ta là nó sẽ xoay quanh cái đường quan hệ. Thì chúng ta thấy đường B nó thể hiện cái sự xoay quanh đó. Còn cái đường C đâu có thể hiện gì đâu, đúng không? Bởi vì chúng ta thấy là nó không có phân bổ đều cái dữ liệu của chúng ta ra. Bạn Khai Nguyên, Khai Nguyên, đường nào thì sẽ phù hợp nhỉ? Khai Nguyên, đường nào? Khai Nguyên, đoán thử coi nó là đường nào. Sao? Cái gì? Không có đường nào. À, vậy là câu nào? Câu Vậy nào? câu D. Câu D. Vậy câu D. Câu D. Tại sao đoán được câu D nhỉ? Bởi vì chúng ta thấy là đường đường A thì nó cũng chia đôi được, đúng không? Mà đường B chúng ta thấy chia cũng hợp lý, mà đường C cũng chia cũng hợp lý, tức là đường nào cũng hợp lý, tức là nó cũng chia đôi được. Vậy thì nó chả phản ánh được cái quan hệ nào hết, mà không phản ánh được cái quan hệ nào rõ ràng thì tức là chúng ta chọn là chả có đường nào đúng cả nhá. Bởi vì nó không phản ánh dứt khoát là cái mối quan hệ nào. Bạn Tường Vy, Tường Vy, đường nào đây? Tường Vy, đường nào? Đường nào? Chả Dạ, nghe. đường À, đường A. Chúng ta thấy nó phản ánh chia cái dữ liệu của chúng ta ra. Bạn Khánh Ngân, đường nào Khánh Ngân? yeah. Đường nào? Đường nào? B. Đường C và đường B, đường nào? B. Đường nào? Đường B. Ok, đang buồn ngủ hay sao mà. Rồi, bây giờ chúng ta làm cái ước lượng nữa là chúng ta ước lượng cái slot. Tức là chúng ta đã dự đoán được nó là cái đường nào rồi. Bây giờ chúng ta cảm nhận coi là cái slope của nó. Cái slope của nó có nghĩa là cho chúng ta biết được cái mức độ tăng như thế nào, đúng không? Chúng ta học unit rate của đường thẳng rồi thì chúng ta ước lượng cái slope. Rồi, ước lượng cái slope. Mời bạn bạn ăn thư xem, ước lượng cái slope cho thầy xem. Ăn thư. Ăn thư. Dạ. Dạ.
Rồi, nó cho chúng ta biểu diễn dữ liệu rồi đó. Bây giờ nó hỏi chúng ta là gì? Chúng ta nhìn vào cái đồ thị á, chúng ta nhìn vào đồ thị. Cái trục ít là nói về cái gì đây? Dạ là cái À, thời gian học. thời gian học. Còn cái này là điểm. Vậy thì người Dạ. ta yêu cầu chúng ta ước lượng slope, nghĩa là chúng ta xem coi là cái slope này này là cái tỷ lệ là như thế nào. Tức là trong một giờ học thì sẽ được bao nhiêu điểm, đúng không? Yeah. Rồi chúng ta ước lượng xem trong một giờ học tăng lên thì điểm trung bình nó thay đổi là bao nhiêu cái trên đấy. Đấy. Yeah, con nghĩ là Bao nhiêu? câu B. Rồi, chúng ta thử này. Chúng ta chấm nó bằng điểm. Chúng ta ước lượng thôi mà. Chúng ta lấy một điểm ở đây, đúng không? Rồi chúng ta lấy một cái dữ liệu khác nằm đâu đây này. Để chúng ta xem coi là cái run từ đây đến đây nó là mấy. Khoảng là mấy? Dạ là 2 tiếng. 2 giờ. Thì chúng ta biết được cái price của nó là bao nhiêu? Dạ Bao nhiêu? Gần đúng thôi. 15 điểm. À, nó khoảng đâu là từ 45 lên 70 đấy. 45 Dạ lên 70 là nhiêu? dạ 25 rồi. 25. Vậy thì chúng ta tính cái slope của nó ra là chúng ta ước lượng là 25 trên 2 thì nó là bao nhiêu? Dạ là 10. Khoảng là 12 đúng không? Dạ 12 dạ. 12. Cái này là chúng ta đang ước lượng mà. Ước lượng tức là 12 trên 1 thì chúng ta thấy cái này là gần đúng nhất đúng không? Là Dạ. 10 điểm. Tức là cứ 1 giờ tăng lên là được thêm 10 điểm. Chứ không thể là 20 được. 20 nó quá lớn nha. Vậy thì hồi nãy nói là cô B đúng không? Dạ. Ok. Chúng ta đoán được cái slope nó ngay. Rồi. À, bạn Đình Nguyên đâu? Đình Nguyên. Có. Rồi. Chúng ta cũng cũng lấy một cái đường mà nó sẽ chia đôi đó, chúng ta ước lượng ra đấy. Rồi chúng ta thử xem cái slope nó bằng mấy đây. Giờ chúng ta lấy từ đây đến đây nó khoảng là mấy? 13 8. là Chúng tạm ta ước lượng 8 6 lên 18 đi thì 8 nó khoảng là 10 đúng không? Còn cái chỗ này nó6 khoảng là mấy? Khoảng là mấy? khoảng 5 năm 55.000 đúng năm không? 55.000. 55.000 đó. Nếu mà chúng ta tính cái slope ra là chúng ta lấy 55.000 chia 10 thì nó ra nhiêu? 5.500. 5.500. Thì chúng ta thấy là cái ước lượng của chúng ta là gần đúng nhất nó là cái nào? B và D. C và D. Vậy thì chúng ta lấy ước lượng như vậy là nó xa quá, đúng không? Thì chúng ta ước lượng nó gần hơn đi. Chúng ta tính cái khoảng dữ liệu ở đây với đây. Đây với đây. Thì chúng ta thấy là chỗ này là từ 10 lên khoảng là 16, tức là 6. Còn chỗ này là khoảng nhiêu? 20.000 lên khoảng 40.000, tức là 20.000. Phải không? Phải không nào? Không. 20.000. Vậy 20.000 mà chia 6, chúng ta có thể nhầm cái này là 20.000, 20.000, thầy ghi là 20.000 mà chia cho 6 thì nó khoảng nhiêu? Khoảng mấy? Ba phẩy mấy nghìn đúng không? Vâng. Chúng ta xấp xỉ đó thì chúng ta thấy là đúng hơn. C. Chúng ta thấy C. Nếu chúng ta ước lượng thử cái này nữa thì chúng ta cũng thấy nó cũng gần gần đúng, đúng không các bạn? Đấy. Thực ra là khi mà chúng ta dùng máy tính ấy, dùng máy tính là chúng ta đưa dữ liệu này vào, chúng ta đưa phương pháp ước lượng vào đấy thì nó tính cho chúng ta chính xác, còn cái này là chúng ta đang học ước lượng để cảm nhận nó là khoảng bao nhiêu thôi nhé. Hình như nó không đúng này, nó không đúng. Rồi ước lượng lại xem, cái này là 20.000 cho đến cái này đi, đến cái này thì chỗ 20.000 này là 10 tăng lên vừa phải thôi, là 15.
10 lên 15 là 5. Vậy là cái độ lật là 5. Cái này thầy nhìn là 20.000. 20.000 chỗ này nó ở giữa là nhiêu đây? 40, 50.000. 50.000. Đúng không? 50.000 vậy là 50k chia 5. Chia 5. Thì chúng ta sẽ ra được chỗ này nó lại là 10.000. Đúng không? 10.000. Vậy chúng ta ước lượng vài cái thì chúng ta thấy là có vẻ như là cái con số khác không? Cái này nó liên quan đến vấn đề là chúng ta nhắm, chúng ta ước lượng nó, chứ nó không có cái gì là chính xác từ tuyệt đối được, bởi vì cái này ước lượng mà. Rồi, mời bạn bạn Thanh Bình đi. Thanh Bình. Thanh Bình. Rồi, bây giờ chúng ta cũng nhìn cái này, chúng ta xem coi là số giờ đã sử dụng video game và số giờ làm bài tập. Đúng không? Người ta đang thống kê cái gì? Thống kê xem là mỗi một học sinh ở nhà chơi game, thời gian sử dụng chơi game và thời gian sử dụng làm bài tập. Thì chúng ta nhận định dữ liệu này nó có một cái gì không? Giờ nó đang xu hướng giảm. Xuống, giảm. Tức nghĩa là một cái người học sinh mà càng chơi game nhiều thì sao? Thời gian làm bài ít. À, thời gian làm bài tập ít thôi. Tức nghĩa là cái người học sinh mà càng chơi game nhiều thì làm gì còn thời gian để mà làm bài tập nữa. Bởi vì ví dụ như chúng ta thấy là về nhà khoảng thời gian chơi game cộng khoảng thời gian làm bài tập luôn luôn là cố định, về nhà chúng ta chỉ có 3 tiếng thôi. Nếu mà chúng ta chơi game nhiều hơn thì chúng ta còn lại cái thời gian làm bài tập nó ít, đúng không? Hai cái này cộng lại nó cố định là bằng 3 mà. Bằng 3 giờ, về nhà có 3 tiếng thôi. Nếu chúng ta tăng chơi game lên thì chúng ta còn ít thời gian làm bài tập. Còn nếu chúng ta ít chơi game thì là số giờ còn lại để làm bài tập nó sẽ tăng. Vậy chúng ta thấy được cái xu hướng này, đúng không? Rồi yêu cầu chúng ta tính cái slope, đúng không? Ước lượng cái sự thay đổi trung bình trên 1 giờ tăng tăng lên của cái việc chơi game đấy thì nó là bao nhiêu? Chú Đó là ý. mấy? Chúng ta xác định cái xu hướng này thì chúng ta có thể lấy cái khoảng này nó là bao nhiêu đây? Đây này. 15. Có này là nhiêu? 25. Đúng không? Đúng nào? Đây là zero. Rồi chúng ta tính cái slope của nó ra. Slope tức là delta y và thay đổi ở trên trục y chia cho sự thay đổi trên trục x. Vậy sự thay đổi trên trục x từ zero đến đây là bao nhiêu? Dạ 15. 15 là tăng lên. Còn cái y thì nó giảm sao? Giảm 25. Nó giảm 25, delta y nó giảm mà, nó là trừ 25. Đó, thì chúng ta cũng thể dùng cái này để ước lượng xem. Là mấy đây? Trừ này, đúng không? 25 đơn giản cho 5 đi, còn là 5 Là trên 5 5 phần 5 5 trên phần 3. 3. 5 5 trên 3 tức là nó là khoảng bao nhiêu? Bộ và hai Trừ phần ba 1 phẩy mấy đấy, đúng không? Trừ 1 phẩy mấy. Vậy chúng ta xem coi cái nào là hợp lý nhỉ? Cái nào? Cái nào? Cái nào? Trừ 1 phẩy mấy thì cái nào là hợp lý nhất? B. Chúng ta thấy cái này là trừ 0 phẩy là không đúng rồi. Trừ 0 phẩy không đúng. Cái này tới trừ 4 lần mà chúng ta nói cái dữ liệu của chúng ta á, là khi chúng ta lấy 5 chia 3 nó chỉ ra là trừ 1 phẩy mấy thôi. Vậy là chúng ta thấy nó ước lượng cái B là hợp lý nha. B là nó trừ 4 phẩy mấy đấy. Trừ 4 phần 3 đấy. Tại vì chúng ta thấy làm sao? Chúng ta không thể nào mà ước lượng tuyệt đối chính xác bằng con mắt được. Bởi vì chúng ta dựa vào cái xu hướng để chúng ta đoán mà. Chúng ta đoán cái tỷ lệ nó khoảng nhiều. Chứ chúng ta cái này muốn biết chính xác thì chúng ta phải dùng máy tính để chúng ta nhập dữ liệu thống kê vào. Thì tự động máy tính nó tính cho chúng ta. Còn này chúng ta chỉ ước lượng một cách tương đối thôi. Rồi, tạm thời chúng ta ra ngừng ở đây nhé. Để chúng ta ra chơi rồi học tiếp. Sau khi chúng ta dùng cái chúng ta tính cái slope của nó ra, chúng ta biết bằng 10.
và nó cắt tại đây là 45 thì chúng ta biết được cái B nó là 45, chúng ta xác định đường này rồi. Tuy nhiên câu trả lời này chúng ta quan sát thấy cái Y nó là cái mẫu. Vậy đoán cái mẫu nó phản ánh cái gì so với cái Y mà nó không phải là mẫu. Trong này nó vẫn thể hiện là cái Y, cái S và cái Y mẫu. Vậy Y mẫu nó là cái gì? Dạ Rồi. là cái giá trị ban đầu cộng với cái slope. Không, nó mà giá trị ban đầu. Rồi, thầy mời thêm bạn nữa, Phú Văn. Thầy xem coi có bạn nào nhận định được không? Phú Văn. Dạ. Dạ thầy. Cái mũ với cái y nó khác nhau chỗ nào? Dạ thầy, thầy nói. Ví dụ như cái giá trị này này, thầy nói là cái y của nó là bằng 85. Cái x nó là khoảng 2.5. Đúng không? Dạ. Vậy thì cái này nó cho chúng ta cái y mũ thì nó là cái gì? Yeah. Em không biết. Rồi. Chiêu Hoàng. Chiêu Hoàng. Yeah. Có biết y mũ nó là cái gì không? Không. Y mũ là nó đang nói đến cái điểm này này. Cái điểm này này. Ví dụ như thầy đang nói cái x nó bằng 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 2.5 đi, thì khi mà thầy thay 10 nhân 2.5 vào thì cộng 45 thì ra được cái giá trị của nó là bằng mấy? Là bằng 25 cộng 45 là 70. Vậy thì cái y mũ của nó bằng 70. Đúng không nào? Thầy gọi cái này là y mũ. Cái giá trị này y mũ. Còn cái giá trị chỗ này là y thôi. Cái này là s. Vậy chúng ta phân biệt được cái y mũ với y nó khác nhau chỗ nào không? Dự đoán được á. Chưa Hoàng. Y mũ và y nó khác nhau chỗ nào? Không đoán được. Chúng ta thấy là y mũ là nói đến cái giá trị suy ra từ cái đường thẳng. Đúng chưa? Đúng chưa? Chúng ta dựa vào cái đường thẳng này để chúng ta tìm ra được cái y mũ. Vậy thì cái y mũ này chúng ta gọi nó là giá trị dự đoán. Đúng không? Dự đoán mà. Còn cái y nó là giá trị thật. Giá trị thực tế của nó đấy. Nếu các bạn để ý là với cái x bằng 2.5 thì cái y mũ nó là giá trị dự đoán thì nó là 70. Nhưng mà dữ liệu thật của nó phản ánh là cái y nằm đây. Vậy thì từ đây chúng ta mới nhận định được là cái y mũ là giá trị dự đoán và cái giá trị thật là nằm đây. Vậy giữa dự đoán và thật nó tạo ra một cái khoảng này thì nó gọi là khoảng gì? Nó gọi là cái khoảng khoảng sai số các bạn. Sai số giữa dự đoán và thực tế nha các bạn. Vậy thì chúng ta thấy là có dữ liệu thì cái dự đoán gần như là chính xác. Có những dự đoán thì cắt rất là xa các bạn. Đấy, thì chúng ta hình dung ra phân biệt giữa y mẫu và y là nằm ở cái sự khác biệt đó. Rồi, ai ai hiểu được cái y và y mẫu giơ tay thì xem. Chúng ta phải hiểu ký hiệu của nó. Y mẫu là giá trị dự đoán. Còn cái y là giá trị thực mà chúng ta đo thực ấy. Vậy thì giữa hai cái giá trị này nó sẽ sinh ra được một cái sai số, nó gọi là cái error đi, là sai số nha, là giữa cái y và trừ cho y mẫu, đúng không? Y mẫu. Vậy là đây là sai số. Và chúng ta biết được khi chúng ta trừ cái này thì coi như là nó cũng có một cái khoảng lật. Thì đôi khi khoảng lật đấy nó dương, có khi khoảng lật nó âm. Nếu mà nó nằm trên đường thẳng thì nó là dương, nằm dưới đường thẳng thì chúng ta thấy cái sai số này nó âm nha. Vậy thôi, chúng ta làm quen với những khái niệm này. Rồi, mời bạn Tường Vi nào. Tường Vi Dạ thầy. rồi, dự đoán của nó là đường nào? Đường nào? Dạ là đường. Đường nào? Chúng ta cứ tính slope nó ra từ đây đến đây là nhiêu?
có mấy? Dạ chín. 8.5 thôi, 8.5 Còn thôi. còn Rồi, còn từ đấy đến đây, nó là mấy? dạ 18. Có phải 18 không? Ê, Từ 8 đến 18 mà. 16, 16, 16, 16. 16. Vậy thì chúng ta coi cái này chính là cái rise là 16, chia cho cái run là 8.5. Thì chúng ta ước lượng nó khoảng mấy? Là mấy? Dạ. Ước lượng cái slope Dạ nó là bằng mấy? bằng 1,8. Tức là xấp xỉ 2 đúng không? Xấp Dạ, đúng rồi. xỉ 2. Và nó cắt tại giá trị bao nhiêu? Dạ chị hai luôn. Gần 2. Vậy À, không? Gần 2. Vậy thì chúng ta thấy là câu nào là đúng? dạ Câu dạ nào? con câu A. Câu A. Cái slope đó bằng 2, còn cắt kia là gần số 2, tức là 1.5. Nó không thể nào câu dưới được, với câu dưới cái B này là cắt âm mà. Nó cắt âm tức nghĩa là nó phải cắt xuống cái giá trị dưới này này. Đây là zero, đây là âm. Nó phải cắt dưới, còn này cắt trên. Trên không thì bắt buộc nó phải là 1.5. Chúng ta kiểm tra kỹ coi là chúng ta lấy hai cái điểm dữ liệu này đi. Chúng ta kiểm tra lại cho nó chắc cú. Rồi. Cái run nó là mấy? Là hai Dạ không? bé. Hai. Còn cái rise của nó là mấy? 4. Đúng không chưa nào? 4. Thì chúng ta thấy là nó cũng là hai thôi, cái slope nó là hai. Nên các bạn phải tính cái giá trị slope của nó chúng ta mới mới xác định được nha. Rồi, nếu chúng ta đã xác định được cái đường rồi đó thì chúng ta xem coi nếu 6 giờ thì cái khoảng cách đi được là bao nhiêu. Rồi lướt lên thôi. Đây này, chúng ta dựa vào À, phương trình cho chính xác. Dựa vào phương trình này. dạ là 13,5. 2 nhân 6 cộng 1.5 thì chúng ta dự đoán ra được nó là 13.5 nha. Tức là sau 6 tiếng bạn ấy đi được 13.5 km. Đấy, đơn giản thế thôi. Chúng ta đang làm quen với cái việc phân tích dữ liệu đơn giản thôi mà. Rồi, thầy mời bạn Khánh lên nào. Khánh lên. Rồi, dự đoán coi nó là bao nhiêu. Chúng ta dễ nhất là chúng ta lấy hai cái điểm dữ liệu nằm trên này này. À, để chúng ta biết được cái khoảng này. Run nó là mấy? Ba. 3. Còn cái rise của nó từ đây đến đây là bao nhiêu? Đây là 2 rồi. Thêm cái này là bao nhiêu nữa? Nếu chúng ta cộng cái đoạn lật này với động đoạn lật này thì nó ra là nguyên cái đoạn này này là 0.5. Vậy là 2 cộng 0.5 thì nó là mấy? 2,5. 2.5. Vậy thì chúng ta tính cái slope của nó ra là 2.5 chia 3 là nó khoảng bao nhiêu? Là câu nào? Dựa trên slope thôi là chúng ta đã biết nó là câu nào rồi. Nó có thể là một được không? Slope có thể là một không? Slope có thể là một được không? Được. Không được đâu. 2.5 chia 3 mà. À, cũng có thể là được đấy các bạn. Bởi vì nếu mà 0.5 đấy, thì cái ở trên đấy, là nó phải là khoảng một nửa thôi. Tức là nếu mà để mà nó bằng 0.5, tức là 1 phần 2, thì cái ở trên này nó phải bằng nửa cái dưới, tức là 1.5. Mà tự nhiên chúng ta tính chỗ này ra là nó tới 2.5 lận, tức là nó gần 3 rồi. Vậy thì chúng ta thấy là nó xấp xỉ khoảng 1, đúng không? Bởi vì chúng ta có thể đổi sang cái khác để chúng ta ước lượng nó chính xác hơn nữa. Chúng ta ước lượng thử. Đây đây, là 5. Nó tăng từ đấy đến đây là mấy? Là mấy? Là khoảng khoảng mấy? Từ đấy đến đây thì chúng ta lấy là 2 rồi. Rồi cái khoảng này cộng khoảng này tức là 0.5 nữa. À, thì nó sẽ là 2.5. À, 2.5. Vậy cái slope của chúng ta là 2.5 chia 5 để chúng ta tính ra được.
là nhiêu? không chấm năm. Nó là 0.5. À, chúng ta lấy lớn hơn. Tại vì chúng ta càng lấy lớn thì để nó cái độ chính xác nó tăng lên. Đúng không? Chúng ta tính khoảng này em. Là nhiêu? 3. Tăng từ đấy đến đây. 1. 1. Rồi thêm khoảng này là nửa nữa là 1.5. À, vậy là 1.5 chúng ta ước lượng được là 1.5 chia 3, tức là 0.5. Vậy là chúng ta thấy hai câu dưới thì nó sẽ hợp lý hơn nha các bạn. Tính cái slope ước lượng ra hợp lý hơn. Rồi cuối cùng chúng ta thấy hai câu này thì câu nào là đúng? Khánh Linh. Câu đề Câu D hả? Cái hệ số B của nó mà. B nó nằm đây này. Đường thẳng y bằng ax cộng b đấy. Vậy thì cái b là nó cắt tại cái trục trục tung này này. Vậy b nó là mấy? B là 0.25. Vậy là nó là câu nào? Câu C. Rồi, vậy là chúng ta ước lượng ra được câu C sẽ là đúng. Rồi, cái y nó sẽ là bao nhiêu nếu 6 giờ tính nó ra. 6 giờ. Thấy nó bằng mấy? Bằng 6. Rồi, cộng 0.25. Vậy ra nhiêu đây? 3.25 không? Rồi. Vậy thì dựa vào cái phương trình mà chúng ta xác định được á, thì chúng ta ra được chỗ này là 3.25 nha, 3.25. Vậy thì cái đường dự báo hay là cái đường hồi quy này nó giúp cho chúng ta cái gì? Giúp cho chúng ta có thể dự báo ra được một cái giá trị là với 6 giờ. Thì chúng ta sẽ biết được cái đường của chúng ta là cái giá trị của chúng ta nằm đây này. Đó. Vậy thì chúng ta đã biết được là cái giá trị dự báo của chúng ta là y mẫu đấy, y mẫu của chúng ta tương xứng nó sẽ là 3.25 ký, đúng không? 6 giờ thì sẽ giảm được cái cân nặng là 3.25 ký. Vậy thì cái y mẫu này nó là dự đoán thôi, còn thực tế nhiều khi chúng ta đo nó nhìn hơn tí cũng không sao, hoặc nó thấp hơn tí cũng không sao cả. Thì chúng ta chỉ hiểu là cái dự báo của chúng ta là chúng ta suy ra được từ cái đường dự báo của chúng ta thôi, còn giá trị thật nó có thể nhỉnh hơn hoặc là thấp hơn một tí cũng không sao cả nhé. Rồi cái này nó chỉ là ước lượng dựa trên cái đường dự báo của chúng ta. Rồi chúng ta còn một cái câu cuối nữa, còn câu cuối nữa để khi chúng ta chuyển qua SAT chúng ta học cái đó. Mấy cái này thầy cấp rồi đó, các bạn về nhà làm bài thôi, nó cũng đơn giản thôi mà. Rồi thầy mời bạn Hải Đăng nào. Hải Đăng Đây rồi. Ở đây người ta cũng cho cái quan hệ của chúng ta và người ta cho cái slope nó bằng mấy đây, slope bằng mấy, bằng cái năm thầy, slope của đường này nó cho luôn rồi đó, bằng mấy đây, bằng năm. bằng 5. Thì giờ người ta hỏi cái slope này nghĩa là cái gì? À, cái nghĩa của cái slope đấy. Chúng ta viết cái slope ra. Cái slope là nó là sự thay đổi của cái gì? Sự thay đổi của cái gì? Nhìn vào cái tên trục á, thay đổi cái gì? Cost. À, thay đổi cái cos, tức đây, thay đổi cái cos là trên trục x. Còn cái y là gì? Cái rating đúng không? Là điểm. Điểm. Vâng. Vậy thì ở đây người ta cho slope bằng 5, tức nghĩa là 5 trên 1. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là cái delta Vâng. cos của nó là bằng 1, thì cái delta rating nó là 5 điểm. Vậy thì chúng ta thấy câu nào nó nói đúng nhỉ? Vâng. Câu nào? Câu phát biểu nào liên quan đến cái slope đó? C. C. Chúng ta thấy là C là khi mà chúng ta tăng 5 đô. Tăng 5 đô à? Cái này là đô la này, đơn vị là đô la này. Phải không? Hay là dưới là đô la? Dưới là đô Vâng. la. Dưới mới là đô la. Còn cái năm ở đây là năm gì? 5 điểm. Thôi. Rating, rating. À, cái rating đấy.
Vậy, vậy là D. Thì chúng ta thấy là gì, cứ tăng 1 đô, đúng không? Chúng ta phải lấy cái đơn vị của này là đô la này, đơn vị của cái delta cost nó là đô la, đơn vị của cái delta rating nó, đơn vị của nó là point hoặc là rating, là thứ hạng đấy. Thì chúng ta phải thấy rằng một ở đây là cứ tăng 1 đô, tăng 1 đô thì cái số điểm nó sẽ tăng lên là 5 điểm, nhớ nhá, chúng ta nhận định được nó đấy. Vâng. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bạn giơ tay xem. Ai đồng ý với ý kiến của bạn? Nó là câu D. Còn câu D, chúng ta nhận định nó. Rồi, mời bạn Khánh Nguyên nào. À quên, Đình Nguyên. Đình Nguyên. Đình Nguyên. Có Rồi. Chúng ta nhìn thấy cái xu hướng này nó tăng hay giảm? giảm Giảm. Ở đây người ta cho cái slope chưa? Nó không có cho slope, nó cho cái gì? quay Cho gì? quay Nó cho cái y intercept đó. Y intercept là nó cắt trục nào? buồn Trục y, đúng luôn. không? Đây, nó cắt ở đây. Đó. Vậy thì khi mà nó cắt trục y nghĩa là sao? Ý nghĩa của cắt trục y thì nó là cái gì? Nó đang hỏi cái ý nghĩa của cái y intercept là gì? Nó là cái nào? Đây, y intercept nào đây? Lúc Là đầu bắt đầu là năm nào? mười chín trăm Năm mười năm. nào? Cái này là giá trị là 5 đấy, là zero, tức là kể từ năm 1945 là zero đấy. Vậy thì nếu mà sau 10 năm, tức là năm bao nhiêu? Năm 19 năm năm 1955. Đó. Vậy thì chúng ta thấy là cái y-intercept này tương ứng với cái input của chúng ta, tức là cái x của chúng ta là bằng zero đấy. X nó bằng zero. X nó bằng zero thì cái y của nó là bằng 41. Vậy thì người ta đang hỏi cái ý nghĩa của cái con số 41 này liên quan gì đến x. Vậy thì nó là câu nào? B. B. Tức là mô hình này chỉ ra là có 41% người người trưởng thành ở Mỹ đấy là hút thuốc vào năm 1945. Chúng ta cần hiểu cái giá trị input của chúng ta là zero đấy, thì tức có nghĩa là cái năm bắt đầu này là năm 1945 nha. Người ta lấy mốc thời gian. Còn cái trên trục x người ta biểu diễn năm 10, 15, 20, nó là cái khoảng thời gian bắt đầu từ cái mốc đó mà thôi. Vậy thì chúng ta phải đọc hiểu đây là 41%, đúng không? Tại vì ở đây cái đơn vị tính là theo phần trăm mà. Vậy chúng ta hiểu cái này là khi vào năm 1945 là có 41% người Mỹ hút thuốc. Đó, chúng ta kết luận được liên quan này. Còn nếu mà chúng ta chỉ nói 41% người này hút thuốc thôi thì nó có đủ chưa? Có đủ để kết luận chưa? Vào lúc nào mới được, đúng không? Rồi, vậy là bạn chọn hồi nãy là chọn câu nào? Hồi nãy nói câu nào? Đừng quên. Nói lại xem. Cô bé Câu B. Tại sao chúng ta không chọn câu D được? Tại sao nhỉ? vì nói là 400 người lớn 41% là vào vào năm nào? 1985. 85, 85 tức nghĩa là từ mốc zero này nó phải thêm 40 năm nữa, tức là vào đây này. Thì cái năm mà chúng ta thấy là cái input của chúng ta là 40 đấy, thì ở đây thực ra và thời gian nó chính là năm 1985. Vậy thì năm 1985 thì nó chỉ có 21% thôi, tức nghĩa là số người hút thuốc giảm xuống, nó đâu có phải là 41% đâu, đúng không? Vậy là chúng ta phải đọc hiểu được từng câu phát biểu một nó đúng hay sai thì chúng ta mới biết được đó là câu B. Được chưa các bạn? Vậy là chúng ta chỉ liên quan đến là các dữ liệu chúng ta dự đoán nó như thế nào thôi. Đó là cái nền móng mà
chúng ta cần hiểu của cái phần phân tích dữ liệu ở cái lớp 8 này. Rồi, vậy là cái lớp 8 này tạm thời thầy dừng ở đây, thầy chưa có dạy tiếp cái phần dưới nha các bạn. Phần dưới nó liên quan đến cái khác, thầy tập trung chỗ này thôi. Thầy đã cấp rồi thì các bạn làm bài cho thầy. À, bây giờ thầy quay lại cái phần Digital SAT để chúng ta quay lại giải quyết cái phân tích dữ liệu của chúng ta. Lần trước chúng ta đã có mấy cái câu liên quan đến percentage với cả red rồi. Bây giờ chúng ta quay lại về cái thống kê nó liên quan đến của lớp 6 chúng ta đã học rất lâu rồi, đúng không? Nhiều bạn học rất lâu rồi. Hôm nay chúng ta ôn là một tí. Đấy, chúng ta nhìn vào đây. Thầy mời bạn ăn thư nào. Ăn thư. Chúng ta nhìn cái thống kê này, chúng ta sẽ thấy là cái thống kê mà cái input của chúng ta là nói về cái này, đúng không? Và cái khoảng dữ liệu nó bắt đầu từ đâu? Từ mấy? Dạ, người từ sông tới năm. Không đâu, không À, từ đâu. 0.5, từ À, 0.5 đến 2.1. đến 0.7. Dạ. Rồi 0.7 đến 0.9 thì chúng ta thấy bước nhảy của nó là mấy? Bước Dạ nhảy là 0.2. à, 0.2. Thì chúng ta thấy là người ta thống kê là cái giá trị bắt đầu của nó là A. Rồi sau đó nó là A cộng 0.2, đúng không? Rồi đến A Dạ. cộng 0 chấm mấy? Dạ 0.4. 0.4 và nó cứ tăng dần. Vậy thì chúng ta thấy là cái kiểu mà nó chia theo interval này này, interval là chia quãng đấy, thì mỗi một quãng nó là 0.2. Vậy thì cái này nó thống kê như thế nào các bạn? Tức nghĩa là ví dụ như thầy nói cái này đơn giản hơn này. Chúng ta thống kê chiều cao của cái cây, đúng không? Vậy thì chúng ta không thể nào chúng ta có được cái giá trị chính xác, bởi vì cái cây có cây nó cao nhỉnh hơn chút, xuống một chút, tức là cái độ dao động của nó nằm trong cái khoảng nào đó. Vậy thì thường người ta sẽ lấy chiều cao theo từng khoảng để người ta đếm coi là trong cái khoảng dữ liệu này là có bao nhiêu đối tượng. Ví dụ cái này nó nói là có một đối tượng thống kê là chúng ta thấy có nằm trong dữ liệu này, và cái khoảng dữ liệu này có mấy đối tượng thống kê, đếm xem có mấy đây. Dạ có 5. À, có năm. Tức nghĩa là người ta đo đếm cái số lượng, cái đối tượng nằm trong cái khoảng giá trị này là có bao nhiêu đối tượng. Vậy người ta chia theo từng quãng giá trị ra để người ta đếm số lượng đối tượng, tức là chúng ta đang thống kê nó nha. Cái này nó hơi khác với cái ngày xưa các bạn học một chút xíu nhé. Thì cái này là người ta chia ra từng khoảng một để chúng ta thống kê đấy. Rồi, vậy thì cái này nó còn gọi là cái histogram. Vậy histogram này nó sẽ đo lường được, đúng không? Đo lường cái này là theo cái gì đây? Theo cái gì? Dạ, theo cái Môn trên cái mũ 2 giây đấy. Đó, tức là dạ. đây là cái đơn vị đo lường thôi, theo từng khoảng. Thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta hỏi, người ta hỏi chúng ta cái gì đây? Hỏi gì? Tìm gì? Tìm gì đây? Dạ là cái phải nào là nó có Có chứa cái giá trị trung bình. median. Median. Thì bây giờ làm sao để chúng ta tìm được cái median đây? Chúng ta còn nhớ cái median là cái gì không? Dạ nhớ. Median là sao? Là phải sắp xếp nó theo thứ tự xong rồi lấy cái giá trị ở giữa. Đúng rồi. Ví dụ như thầy nói là thầy thống kê có 8 đối tượng. Đối tượng thứ nhất thầy có giá trị A1, A2, A3. Rồi thầy nói 9 đối tượng cho nó dễ. Rồi A4, A5, A6, A7, A8, A9, đúng không? Tức nghĩa là mỗi một cái A này nó là một cái giá trị khác nhau, và thầy đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần nha các bạn. Đây, thầy xếp tăng dần như vậy. Vậy thì cái median nó là cái nào? Có phải là cái đối tượng nằm ở giữa không? Đúng không? Đối tượng nằm ở giữa nó là đối tượng bao nhiêu? Số mấy? A. Dạ là số
Em ơi, em ơi, À rồi con này không thấy cái nó bị ở dưới đó, tao không có thấy được. rồi bây giờ chúng ta xem coi là từ A1, đối tượng A1, A2 chấm chấm cho đến A9 là 9 đối tượng, thì cái nào là ở giữa? A chấm bốn. À, chúng ta thấy là từ 1 đến 9 là có 9 đối tượng. Thầy chia đôi ra, đúng không? Chia đôi ra thì thầy thấy nó sẽ là đối tượng thứ mấy? Thứ 5 đúng không? Thứ 5. Bởi vì bên này Dạ. từ A1 đến A4 là có 4. Từ A6 cho đến 9, 6 7 8 9 là 4 nữa. Vậy thì cái A5 này nó sẽ chia đôi cái dữ liệu ra, tức là nó nằm ở trung tâm, nằm ở giữa, đúng không? Thì nó gọi là cái median nha. Median là để thể hiện cái đối tượng mà có giá trị nằm ở giữa đối với các đối tượng khác, median. Còn cái mean, ngày xưa chúng ta học mean là giá trị trung bình, là chúng ta cộng giá trị của tất cả đối tượng, chúng ta chia đều nó ra thì chúng ta ra được giá trị trung bình, đúng không? Giá trị trung bình này nó có thể là một đối tượng nào đó, hoặc nó không phải, nó chỉ gần với giá trị ở giữa thôi. Nên cái mean và median có thể nó gần như nhau, gần như nhau thôi, chứ nó không có biết được chính xác đâu. Rồi bây giờ dựa cái biểu đồ này chúng ta có biết được là nó sẽ nằm quãng nào không? Dạ, con nghĩ là Dựa vào đâu? Median là chúng ta phải biết bao nhiêu đối tượng. Ở đây có bao nhiêu đối tượng biết không? dạ Biết chứ, cái khoảng giá trị này có mấy đối tượng này? dạ Một. một Giá trị này là mấy? dạ năm Năm. Này là mấy? dạ ba Ba. Kế tiếp, dạ ba ba. Cái này là mấy? dạ năm Năm. Kế đến là một. dạ một Cuối cùng là ba ba. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ, chúng ta biết được đã có bao nhiêu đối tượng được thống kê trong này không? 3, 3, 3 là 9 này, cộng 1 đó là 10 này, 2 số 5 là 10 nữa là nhiêu? Đấy. Cộng thêm 1 là 21. 21. Vậy là chúng ta đã dựa trên biểu đồ, chúng ta biết là có 21 đối tượng, đúng không? Dạ. 21 đối tượng. Vậy là cái đối tượng nằm ở giữa nó là nhiêu? A1 Là đến A21. À, là vậy 10. à, 10, có phải 10 không? Nếu mà chúng ta nói 10, tức là bên này là có mấy? Có 9. Rồi bên này là từ 11 đến 21 là 10. Có đúng không? Phải Ừ. không? 11, 11 cho đến 21 là nhiêu? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 là tới 11 rồi. Vậy thì Dạ nó là, là nó là 10. vậy nó là mấy? Dạ A11. À, 11 nhé. Thì bên này là mới, bên này 10. Thì chúng ta mới nói cái A11 này là median. Bây giờ làm sao để biết được cái A11 nó nằm ở cái ô nào? Ô nào? Nó các đối tượng này nó sắp theo thứ tự ở đấy. Đây là một này. Đúng không? Nếu mà trong này có 5 nữa thì là ở đây là có bao nhiêu đối tượng? Rồi. Xong. À, là từ A1 đến A6 rồi. Đấy, đây có 3 nữa là đến A mấy? A10. À, vậy sao A10 được? Là từ A7 cho đến A9 rồi. Vậy là cái khoảng nó là từ A7 đến A9 rồi. Đúng không? Vậy thì A10 nó nằm đâu? A10 nằm đâu? Là kế tiếp. Vậy thì chúng ta biết được chỗ này là từ A10 đến A mấy? A21. A13. Trong cái khoảng này nó chứa ba đối tượng thì có phải A10, A11, A12 không? Rồi, vậy thì chúng ta biết được trong này nó sẽ chứa A gì? 11. Vậy thì A11 nó sẽ nằm khoảng nào? Khoảng nào? Giá trị nào? A1.1 tới A1.3. 1.1 đến 1.3. Vậy là chúng ta đã tìm ra được cái khoảng này theo cách để chúng ta suy luận.
Có cái đối tượng nào? Vậy là câu nào? là câu C. Câu C. Rồi các bạn khác cho ý kiến xem. Rồi ai đồng ý với ý kiến của bạn? Với cách thầy vừa mới hướng dẫn chúng ta tìm thống kê đấy. Cái này nó hơi khó hơn một tí, là chúng ta sẽ phải dựa trên cái sự sắp xếp. Chúng ta gọi từ A1 đến A10 cho nó dễ, tại vì nó có A1 đến A21. Để chúng ta biết được cái median nó chính là cái giá trị A11. Và chúng ta phải biết coi là phân bổ nó nằm từ đâu. Đúng không? Các bạn khác thì sao? Bây giờ tay thì không biết có ý kiến gì không? Cái này nó hơi trừu tượng một chút xíu cho các bạn. Đúng không? Trừu tượng một chút xíu để chúng ta tìm ra được cái A của nó. Đây, mời bạn Quang Minh nào. Quang Minh. Dạ thầy. Cái median của nó trong cái dataset này nó là cái nào? Dạ Cái nào? thầy nó là Chúng ta phải sắp nó lại. Cái nào là bé nhất? dạ là nó là 415. Gì? Không, ý là median là 415 À, thôi. 324 là bé nhất, kế đến là 87 387. Rồi đến cái nào? 415. 115, 417 và kế đến là 486. Đó. Vậy thì cái median là cái giá trị nằm ở giữa, đúng không? Sau khi chúng ta sắp thứ tự, nó có 5 đối tượng. Đã sắp thứ tự thì năm mà chúng ta chia hai thì cái đối tượng nó nằm ở giữa, nó phải chia đôi, bên này là một nửa, bên này là một nửa, số lượng nó phải chia đôi ra thì chúng ta biết được cái giá trị của đối tượng nằm ở giữa, nó gọi là median là 415 nha. Rồi cái này nó chỉ đơn giản như thế thôi, ôn bài lại. Và cái cách thức để chúng ta tìm trong một cái interval nó hơi khó một chút. Đây, thầy cho các bạn làm lại thêm một lần nữa thì không biết là có đủ giờ hay không. Rồi, cứ làm thêm một lần nữa cho kỹ. Bạn bửu khắn đâu? Bửu khắn. Chúng ta đang học là đi tìm cái gì? Tìm cái center là giá trị trung tâm các bạn. Về mặt thống kê đấy, thì cái giá trị lúc nãy chúng ta gọi là median là nằm ở giữa đấy. Nó gọi là giá trị trung tâm. Cái mean là trung bình, cũng là giá trị trung tâm, đúng không? Còn cái spread này này là nó cho chúng ta biết cái khoảng giá trị, cái range của nó từ đâu đến đâu, cũng là cái spread. Sau này chúng ta học độ lệch chuẩn, đúng không? Cũng là cái spread. Và như vậy chúng ta biết được cái trung tâm nằm ở đâu, cái khoảng trải nó ở đâu, thì chúng ta sẽ biết được cái gì là cái shape, tức là cái hình phân phối giá trị của chúng ta đấy. Đó. Thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy là cái phân phối của chúng ta là nó theo cái hình này này. Đó. Theo cái hình này. Rồi bây giờ bạn biểu khẳng cho thầy biết chỗ này. Người ta thống kê cho mình rồi đó. Ở đây cái trục này nó gọi là số công nhân, đúng không? Số người làm thuê ở trong ngành công nghiệp, tính đơn vị là nghìn. Vậy thì cái giá trị 30 này thầy gọi nó là 30 gì? À, 30.000 gì? 3.000 đô đúng không? Là người ta đang thống kê cái thu nhập của cái người 30.000 đô đấy. Thì là có mấy người? Dạ một. Một người rồi. Và khi người ta khảo sát, đây là khảo sát bao nhiêu người? Dạ. Ngày 5 này, 6, 8, 9, 11, 14. 13 người, đúng không? 13. Tức là người ta đang thống kê cái dataset của chúng ta, dataset là cái tập hợp mà chúng ta lấy khảo sát đấy, là có 13 người, thì trong đó lương 30.000 đúng không? 30.000 đô là có một người thôi. Còn cái lương lương bao nhiêu là có nhiều người Là nhất? 10. 10.000 đô là có nhiều người hơn, đúng không nào? Vậy thì cái việc mà chúng ta biểu diễn lên trên cái mấy cái này ấy, là để chúng ta cảm nhận được coi là cái giá trị nào có số lượng nhiều hay ít, và chúng ta còn phải đổi ra là chiếm bao nhiêu phần trăm nữa các bạn, đúng không? Chúng ta học về thống kê đấy. Rồi bây giờ người ta ghi nhận cái này này, 10.000, thì kết quả hiển thị trong cái này thì theo cái dot plot này
thì cái giá trị trung bình nó là bao nhiêu, tìm cái median nó là bao nhiêu, À. sao tìm Ừ. người thứ nhất là bao nhiêu, cho thầy hỏi người thứ nhất là bao nhiêu, Không. không, người thứ hai là mấy, Người thứ hai là 10. 10, người thứ ba là mấy, 10. 10, nó lặp lại mấy lần, Dạ 5. 5 lần đó, 5 lần, xong rồi tới nhiêu, 20. 20 rồi, 20 rồi đến 30, 40. 40, 40 nhiêu nữa, 70. 70 rồi 90. Chúng ta đếm coi là có bao nhiêu dữ liệu ở đây, bao nhiêu đối tượng, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 đó, 13, 13 đối tượng, thì cái đối tượng ở giữa là đối tượng thứ mấy, thứ mấy, Dạ, đối tượng nó 7. không phải 7 không, Ờ, 13 chia đôi thì sáu là sáu mấy, sáu chấm năm. à, 6.5, 6.5, tức nghĩa là chúng ta thấy là 2, 4, 6, tức là đối tượng này nằm ở giữa này, đúng không? Bởi vì cái median này nó nằm đây này, bởi vì bên này cho chúng ta là mấy, 2, 4, 6, đằng sau là 2, 4, 6, cũng 6 đối tượng nữa. Vậy thì cái median của chúng ta sẽ là bao nhiêu? Dạ, 20. 20, điền vào đây. Giá trị của chúng ta là 20. Và chúng ta cũng có thể để đếm bằng cách là chúng ta biết được tổng dữ liệu của chúng ta là có 13, đúng không? 13. Vậy thì chúng ta có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng không? Vậy là 7 nằm đây này. Đó. Đối tượng thứ 7 nằm đây này. Vậy là A7 của chúng ta đây. Đó. Vậy chúng ta cũng biết được luôn là cái median của nó chính là 20. Vậy các bạn muốn liệt kê cũng được, mà chúng ta dựa trên này chúng ta đếm cũng được, tùy theo khả năng mỗi bạn nhé. Có nhiều cách. Rồi, mời bạn Khánh Linh nào. Khánh Linh. Đây, sắp xếp lại coi là nhiêu đây? Bé nhất là mấy? 24 24. Rồi, tiếp. 25 25. Đến cái nào? 44 44, hình như nó sắp sẵn cho mình luôn rồi, đúng không? Rồi, vậy thì đối tượng min nó là bao nhiêu? Nó hỏi min nhá. Min thì làm sao? hết. Là nhiêu? Min nhẩm sao? Làm sao tính min đây? Min là tính cái gì? Min là tính gì? Khá lên. Tính gì? Giá trị trung bình. Vậy là 24 cộng 25 cộng 44 cộng 49 cộng nhiêu nữa? 63 cộng 77 cộng 110 chia mấy hết lên? Chia 7. À, chia 7. Rồi. Bây giờ thầy có thể tính một cái cách khác cho nó nhanh hơn, đúng không? Thầy coi cái này là 24 cộng 0, cái này là 24 cộng 1. Vậy thì chúng ta thấy là 24 nó sẽ lặp lại 7 lần, đúng không? 7 lần. Còn cái đằng sau nó là 0 cộng mấy lên? Cộng mấy? Mình Một. lấy 24 làm chuẩn này, là cộng 1, cộng nhiêu nữa? Cộng mấy? Cộng 20 đúng không? 20 cộng mấy? Hai mấy? 25. Được không? 25. Rồi cộng mấy nữa? 39. 39. Có phải 39 không? 39. Rồi nhiêu nữa? Nhiêu? 53 hả? 53 rồi nhiêu nữa? 36. 96. Rồi chúng ta chia 86. 96. 96. 86. À, 86. Rồi 86. Rồi 86. Vậy thì chúng ta cộng lại thì chúng ta biết được chắc chắn là cái giá trị trung bình của chúng ta chỗ này này. Chúng ta chia thì nó đã là 24 rồi, đúng không? 24 rồi. Bây giờ chúng ta cộng cái khoảng lật này. 20 cộng 25 tức nghĩa là 45, 46. Đúng không? Cộng hai này là 45 đi. Hai cái này thì cộng lại nó là 40. 40, 45 là 85. Đúng không?
Hai cái này thì cộng lại thì nó là 139, cộng 139 nữa thì hai cái này cộng lại nó khoảng nhiêu đây? 5 cộng 9 nó là 4 nhớ 1, 12 nhớ 1 và là 224. Thầy chia cho 7, đúng không? Chia 7. Không, cái này hoàn toàn chúng ta mở máy tính là chúng ta tính cũng được nha. Chúng ta tính gì đó. Bây giờ máy tính này nó cùi bắp quá. Rồi, bây giờ chúng ta thử chia luôn đi. Bạn nào có máy tính thì bấm cho thầy. Ra kết quả đối chiếu. 22 chia 7 thì được 3, 3, 7, 21, dư 1. 14 chia 7 là được 2 và là 32, đúng không các bạn? 32. Vậy thì giá trị trung bình nó ra nhiều nhỉ? Ra nhiều đây? 32. Nó là 56 hả? 56 không? Có chừng Dạ. 52 nhá, 56. Rồi các bạn tự lấy máy tính, các bạn tính nhá. Vậy thì đối với bài kế tiếp, chúng ta cũng có thể dựa trên cái bộ dữ liệu này để chúng ta trả lời là cái ren. Rồi bạn tường gì nhỉ? Bạn gì? Bạn gì? Bạn Tường Vi. Tường Vi. Tính cái gì đây? Tường Vi. Dạ tính cái Khoảng khoảng giá trị, đúng không? Khoảng giá trị. dạ Về khoảng giá trị chúng ta căn vào đâu đây? Cái này có thấp nhất chưa? dạ rồi Rồi, cái này là cao nhất không? dạ không Không, cái nào cao nhất? dạ là cái 2011. 2011, cái nào đâu? Là cái năm 2011 với thầy, ý là cái tiền Năm của năm. 2011. Có đúng không? Chưa chắc à. Thầy thấy 2010 nó còn lớn hơn nữa này. À Vâng, không. 2 tuần số tư mà thầy. Ok rồi. Vậy thì chúng ta thấy cái giá trị thấp nhất, đúng không? Và giá trị cao nhất. Thì chúng ta tính cái range của nó ra. Thì nó chênh lệch là bao nhiêu? Tự bấm này Là nha. Thầy lấy 864 thầy trừ cho 223 thôi. 641. 641. Đúng không? Vậy thì chúng ta thấy cái range ở đây là cho biết được cái khoảng chênh lệch giữa cái thấp nhất và cái cao nhất ấy, thì nó sẽ là 641, 641 đô la, đúng không? Đó. Nó chênh lệch nhau bằng đó. Và tương tự như khác, các bạn tự về nhà tính nhé. Cái này nó chỉ là ôn là cái căn bản trước đây lớp 6 các bạn học thôi. Rồi. Rồi, chúng ta còn mấy cái câu này chắc để hôm sau chúng ta học, chúng ta ghép với cái phần phần kia của thầy nhé. Thầy sẽ dạy. Thì buổi học sau chúng ta sẽ kết thúc cái phần phân tích dữ liệu của cái lớp 8 và của cái phần này, đó là xong. Vậy thì những cái gì thầy đã hướng dẫn hôm nay thì dán mà về